Hoài hoài dính cá các bạn ơi, dính cá các bạn ơi. Quá trời nghĩ. Ui. Nó cái này cho các bạn xem mà những bạn nói mà sáng cấm không dính cá nha. Đây, u trời. Ui trời, quá trời. Ui trời, ghi mạnh lắm các bạn ơi. Cá khủng, cá khủng. Đây mình sẽ cho các bạn xem con cá luôn. Ui trời, quá. Quá, ui trời ơi. Các bạn ơi. Trời ơi, cá bự các bạn ơi. Bự lắm. Ui trời. Mình sợ nó giục nó gãy cần. Ui trời. Xem cá. Ui trời, ghị quá ghị. Ui trời. Quá trời ghị các bạn ơi. Vô cỏ thì nó khó bắt nè. Mình một tay mình khó ấy quá. Trời ơi, cá bự, cá ký. Cái này cá sấu luôn. Trời ơi, cái này cá sấu với cá lóc gì trời. Lên. Trời ơi. Trời ơi các bạn xem cá. Cá sấu với cá lóc gì. Ôi trời. Cá này các bạn. Trời ơi. Bạn xem cá. Khủng chưa? Hàng khủng nha bạn. Ôi trời. Nãy giờ mình đặt máy á, đặt máy cho nó táp mồi cho các bạn xem á. Ôi con cá nè. Ui, con cá ui. Trời. Quá trời con cá. Nó nuốt lử luôn rồi. Quả nó dính mép miệng. Mép miệng bên đây. Trời ơi này nó xấu quá táp đi. Cái lắc trời. Ôi trời. Giờ mình gỡ nó. Một tay nó hơi khó gỡ một xíu. Cá rất là bự nha các bạn. Cái đầu con chà bá. Con này nó cỡ ký á. Ký. Này chắc đặt máy gỡ nha. Quá trời bự. Này táp bên miệng. Nó lên trên đây luôn. Nó lên đây cho nên nó không thoát được. Đó. Ôi ui. Này cá xấu cái lóc. Trời ơi cái lóc. Quá trời bự các bạn ơi. Rồi được con đầu tiên nha. Xin chào các bạn. Mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.